sắp về Việt Nam, ô tô Trung Quốc Chery Omoda 5 liên tiếp dính lỗi nghiêm trọng. Những người chờ đợi Chery Omoda 5 gia nhập thị trường Việt Nam chắc hẳn không khỏi hoang mang khi biết rằng mẫu xe Trung Quốc này liên tiếp dính các lỗi nghiêm trọng sau khi đến tay người dùng tại một số quốc gia trên thế giới. Hòa theo làn sóng ô tô Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam, hãng xe Chery cũng đang rục rịch trở lại sau khi đã tìm kiếm được đối tác tại Việt Nam để chuẩn bị cho việc nhập khẩu, phân phối và xây dựng nhà máy lắp ráp. Theo đó, đầu tháng 4 năm 2024, liên doanh Gelesimco và công ty trách nhiệm hữu hạn Omoda và Jayco thuộc tập đoàn Chery công bố kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ô tô tại tỉnh Thái Bình trị giá hơn 800 triệu đô la Mỹ để sản xuất các mẫu xe mang thương hiệu Omoda và Jayco. Trước khi nhà máy hoàn thành vào năm 2026, Omoda và Jayco sẽ tiếp cận thị trường Việt Nam bằng hình thức nhập khẩu xe nguyên chiếc, dự kiến ra mắt thị trường vào cuối năm 2024. Chery Omoda 5 liên tiếp dính các lỗi nghiêm trọng được biết, mẫu crossover Omoda 5 và Jayco 7 phe sẽ là những sản phẩm đầu tiên được nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam. Trong đó, Chery Omoda 5 sở hữu kiểu dáng thể thao, nhiều trang bị tính năng với hai lựa chọn động cơ xăng và động cơ điện, được định vị cạnh tranh với Mazda CX-5, Honda CR-V. Trong thời gian qua, Chery Omoda 5 đã được hãng xe Trung Quốc nhá hàng tại Việt Nam với vẻ ngoài hào nhoáng, hiện đại. Omoda 5 ít nhiều nhận được sự quan tâm của một bộ phận khách hàng Việt Nam dự định mua ô tô. Tuy nhiên, những khách hàng tại Việt Nam quan tâm, chờ đợi Chery Omoda 5 chắc hẳn sẽ không khỏi hoang mang khi biết rằng mẫu xe này liên tiếp dính các lỗi nghiêm trọng sau khi đến tay khách hàng tại một số quốc gia trên thế giới. Một khách hàng sử dụng Chery Omoda 5 ở Malaysia phản ánh việc xe bất ngờ bị gãy trục khi xe đang vận hành bình thường trên đường cụ thể. Mới đây, một khách hàng sử dụng Chery Omoda 5 ở Malaysia phản ánh việc xe bất ngờ bị gãy trục khi xe đang vận hành bình thường trên đường. Vị khách này cho biết, lúc xảy ra tai nạn, xe không có va chạm, đoạn đường xe chạy qua không có ổ gà nhưng vẫn gãy trục bánh sau ở giữa đường. Sau khi vụ việc này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, Chery Auto Malaysia đã tìm hiểu kỹ sự cố và xác định vấn đề liên quan đến bộ phận dầm trục sau trên những chiếc Chery Omoda 5. Sau khi làm việc với chủ xe Chery Omoda 5 gặp sự cố, Chery Auto Malaysia đã có động thái triệu hồi 600 xe Omoda 5 tại Malaysia không bị gãy trục sau. Trước đó, vào đầu tháng 4 năm 2024, một chiếc Chery Omoda 5 khác cũng làm chủ xe hoảng hồn khi gặp sự cố liên quan đến hệ thống phanh khi đang vận hành. Cụ thể, một người phụ nữ tại Malaysia sử dụng Omoda 5 cho biết phanh xe bị hỏng giữa đường cao tốc và cô có thể phải trả giá bằng mạng sống nếu lái xe nhanh. Đoạn video được chủ xe này chia sẻ đã nhận được hơn 1,5 triệu lượt xem. Chery Omoda 5 khác cũng làm chủ xe hoảng hồn khi gặp sự cố liên quan đến hệ thống phanh khi đang vận hành sau khi đoạn video này. Chery Auto Malaysia cho biết công ty đã nhận được khiếu nại của một khách hàng liên quan đến Omoda 5 và đang xem xét vấn đề này một cách rất nghiêm túc. Trước đó, vào đầu năm 2024, chi nhánh Chery tại Australia đã thông báo chương trình triệu hồi liên quan đến 5.901 chiếc Chery Omoda 5 cũng do lỗi liên quan đến hệ thống phanh. Các xe Omoda 5 tại Australia thuộc diện triệu hồi có thời gian sản xuất từ năm 2022-2023 được xác định bị lỗi trong quá trình sản xuất, khi bu lông giữ mối nối ống phanh có thể chưa được siết chặt. Điều này có thể khiến dầu phanh bị rò rỉ và làm giảm hiệu suất phanh. Việc giảm hiệu suất phanh có thể làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong cho người ngồi trên xe, người đi bộ và những người khác cũng tham gia giao thông. Có thể thấy, các vấn đề người dùng xe Chery Omoda 5 tại một số thị trường đã phân phối mẫu xe này như Malaysia, Australia gặp phải đều khá nghiêm trọng, đồng thời tiếp tục dấy lên mối hoài nghi về chất lượng xe Chery Omoda 5 cũng như ô tô Trung Quốc nói chung.